Em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan. Các bác xem kênh đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 ủng hộ em nhá. Bác nào uống trà ngon chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên nhà làm thì alo trực tiếp cho em nhé, hoặc đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 nha để theo dõi những video trực tiếp và em sẽ lên chạy uống trà với các bác. Đầu la em thanh lý cho các bác 3 chậu trầm tím này, hoa rất là thơm các bác nha. Thanh lý 3 chậu này combo 3 chậu luôn, giá là 500 nhá. Đấy, thanh lý 3 chậu này combo giá là 500. Hoàng nhạn cho các bác và các dòng hoa lan khác. Hoàng nhạn thì nhà em đang nụ các bác nha. Hôm nay các bác lên giúp em vào mã số mèo 1 nhá. Đây nụ của nó đây này các bác này. Nụ bé lắm, nói chung là cầm như này thì không thể nhìn thấy được nụ. Chậu này 4 cây các bác nhá, mèo 1 4 cây này. Mèo 1 4 cây. Đây các bác này. Đấy, nụ của nó này, trong cái kẽ này này. Mèo 1 này 4 cây các bác lên giúp em giá là đây ạ. Mèo 1 em lên là 600k các bác nhá, 600. Mèo 1 600, chậu 4 cây đẹp cực kỳ luôn. Nhạn lai tam bảo các bác nhá, dòng lá mít cực đẹp luôn này. Lá úc thìa này. Cái này là nhạn lai tam bảo các bác nhá. Đó, nhạn lai tam bảo. Đây ạ, chậu này là mèo 2 các bác nhá, mèo 2, hai ngọn các bác này, hai ngọn. Đấy, dòng này về các bác chung là đẹp hay không thì về do các bác ghép thế nhá, hoặc là mình thay chậu ạ. Đấy. Mèo 2 này hoặc là mình đặt lũa vào trong chậu xong mình lại ốp cây nhá. Do mình thiết kế thôi, nó rất đẹp. Mèo 2 này em lên giá là 280 nhá, chậu 2 cây. Mèo đây các bác nhá, cây này lá mít đẹp này. Cái này nụ dài phết rồi đây. Cái này nụ rõ rồi các bác này. Đây ạ. Mèo 3 nhá. Cái này vẫn đang lứt. Cái này đang nứt. Có một cây rõ thôi. Mèo 3 ba cây đẹp lắm này các bác này, mít này. Đó, mèo 3 ba cây mít đẹp này. Mèo 3 các bác lên cho em là 550 ạ. Mèo 3 là 550. Mèo 4 đây ạ. Ui đẹp không? Cây này xếp V này. Mèo 4. Mèo 4 các bác lên cho em là 500 nhá. Mèo 4 là 500. Mèo 5. Một nụ này. 2. Mèo 5 các bác nhá, đẹp không? Mít, cây này mít này. Mèo 5 các bác lên giúp em là ô cây này nó bị lỗi lá nhá, lỗi lá. Mèo 5 em để cho các bác là 300 nhá, lỗi lá. Ô chậu này 2 cây tổng 4 nụ các bác nhá, tổng 4 nụ. Mèo 6 các bác lên giúp em là 550 ạ. Mèo 6 là 550 nhá, đẹp lắm. Sang mèo 7 các bác nhá, lá mít rất là đẹp, 4 cây này. Ui, cây nhà em nó đang lớn hàng thuần các bác nhá. Đây em bỏ phân này. Nó đang lớn rất là đẹp này. Về các bác cứ chỉ việc treo mới tưới nước thôi nhá. Đó, mèo 6 các bác nhá. Mèo 6 này 4 ngọn lá mít đẹp không này. Mèo 6 em lên các bác là 550. Mèo 6 là 550. Mèo 7 nhá, em còn chậu đuôi cáo 2 ngọn này. Mèo 7. Mèo 7 các bác lên giúp em là 250. 250 nhá. Cáo 8 này. Ui. Cây này cũng 4 nụ các bác nhá. Mỗi cây 2 nụ. Mèo 8 các bác này. Mèo 8 550 các bác nhá. Mèo 8 550. Em sang mèo 9 là đuôi chồn các bác nha. Đuôi chồn đang nụ các bác này. Trắng trắng lên này. Đây nữa này các bác này. Ở trong cái kẽ này. Đấy, mỗi cây là thấy mấy nụ nhỉ? Mỗi cây là mới nhìn thấy một nụ thôi các bác ạ. Đấy. Mèo 9 là đuôi chồn các bác nhá, đẹp lắm này. Đấy, các bác lên xem là 280 đuôi chồn. Em sang mèo 10 đuôi chồn này. Vậy thôi mà nó có nụ các bác nhá, 1 2 3 4 5 6 ngọn. Chồn rừng như này là đầy nụ. Mèo 9 các bác lên xem là 250. Các bác toàn chồn Lai Châu ấy, đẹp lắm. 250. Rồi, em lên cho các bác dáng hương tam bảo nha. Mèo 11 em lên dáng hương tam bảo cho các bác nhá, hàng thuần 3 năm rồi. Hàng thuần 3 năm rồi các bác thấy bộ rễ này. Một nụ này. Hai nụ này. Ba nụ này. 4. Đây nụ các bác này, nụ cái này nó bé bé nhá. Đây 4 này. Em chưa nhìn rõ nữa, không biết là có còn nữa không ấy. Nhiều lúc nó nằm ở trong kẽ này không thấy này. 1 2 3 4 5 6 ngọn các bác nha. Mèo 9 6 ngọn dáng hương tam bảo cực đẹp, bác này hàng thuần 3 năm các bác nha. Hàng thuần 3 năm. Giữa nó nở hoa đẹp lắm. Mèo 9 này em lên giá là 380 các bác nha. 380, đẹp không? Quá đẹp luôn các bác này. Mèo 9 là 380 bác nha. Cô chú bác anh chị vào mua hàng của Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094157 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.